Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài luyện tập trung cho 176. Chúng ta sẽ làm bài tập số 1, lật tính. Ý A, 683 nhân với 35. Chúng ta sẽ thực hiện tính ra nhé. Nhân 5 15 viết 5 nhớ 1. 3 nhân 8 bằng 40 thêm 1 là 41 viết 1 nhớ 4. 5 nhân 6 bằng 30 thêm 4 là 34. 3 nhân 3 bằng 9 viết 9. 3 nhân 8 bằng 24 viết 4 nhớ 2. 3 nhân 6 bằng 18 thêm 2 là 20. Hạn 5. 1 cộng 9 là 10 viết 0 nhớ 1. 4 cộng 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 3 cộng 0 bằng 3, hạ 2. Bằng 23.905. Phép tính thứ 2 là 1954 nhân với 428. Chúng ta cũng nhân lần lượt từ phải sang trái. 5 x 4 bằng 20 viết 0 nhớ 2. 5 x 5 bằng 25 thêm 2 là 27 viết 7 nhớ 2. 5 x 9 bằng 45 thêm 2 là 47 viết 7 nhớ 4. 1 x 5 bằng 5 thêm 4 bằng 9 viết 9. 2 x 4 bằng 8 viết 8. 2 x 5 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 2 x 9 bằng 18 thêm 1 là 19, viết 9 nhớ 1. 2 x 1 là 2, thêm 1 là 3. 4 x 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 x 5 bằng 20, thêm 1 là 21, viết 1 nhớ 2. 4 x 9 bằng 36, thêm 2 là 38, viết 8 nhớ 3. 4 x 1 bằng 4, thêm 3 bằng 7. Hạ 0. 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 7 cộng 6 bằng 13 thêm 1 là 14 viết 4 nhớ 1. 9 cộng 9 là 18. 18 cộng 1 là 19 thêm 1 là 20 viết 0 nhớ 2. 3 cộng 8 là 11 thêm 2 là 13 viết 3 nhớ 1. 7 thêm 1 là 8 viết 8. 830.450. Ý thứ 3 đó là 22.438 nhân với lại 306. Tiếp theo là 2.438 nhân 306. 6848 viết 8 nhớ 4. 6318 thêm 4 là 22 viết 2 nhớ 2. 6424 thêm 2 là 26 với 6 nhớ 2. 6212 thêm 2 là 14. Không nhân lên thì nó không còn nhân nữa. Tiếp theo nhân 3. 3 x 8 bằng 24 viết 4 nhớ 2. 3 x 3 là 9 thêm 2 là 11 viết 1 nhớ 1. 3 x 4 bằng 12 thêm 1 là 13 viết 3 nhớ 1. 32 là 6 thêm 1 là 7. Hạ 8, hạ 2. 6 cộng 4 là 10 với 0 nhớ 1. 4 cộng 1 là 5 thêm 1 là 6. 1 cộng 3 bằng 4. Hạ 7. Bằng 746.028. Tiếp theo chúng ta sẽ làm ý B bài 1. B. 7 phần 9 nhân với 3 phần 35. Nhân 2 phân số ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu.
Tử là 7 x 3, dưới mẫu là 9 x 35. Dưới mẫu ta có 9, ta viết thành 3 x 3. 35 ta viết thành 7 x 5. Ta chia cả tử và mẫu cho 3 này, chia cả tử và mẫu cho 7 đúng không? Như vậy còn lại trên tử là còn lại 1. Dưới mẫu là 3 x 5 là 15. Tiếp theo là 9 phần 22. Nhân với 55. Bằng 9 nhân 55 trên 22. Bằng 9. 55 ta viết thành 11 nhân 5. Dưới mẫu 22 ta cũng viết thành 11 x 2, đúng không? Bây giờ chia cả tử và mẫu cho 11. Vậy trên tử sẽ còn là 9 x 5 bằng 45. Dưới mẫu còn lại là 2. Như vậy bằng 45 phần 2. Tiếp theo là 11 phần 17. Chia cho 33 phần 34. Bằng 11 phần 17 nhân với 34 phần 33. Sẽ bằng 11 nhân 34 trên 34 phần 33 trên 17 nhân 33. Đấy. Bằng. Ta có 11. Giữ nguyên. 34 sẽ bằng 17 nhân 2. Đấy, 34 ta viết là 17 nhân 2. Dưới mẫu 17 giữ nguyên. Nhân ở đây nhân ở đây 33 ta viết thành 11 x 3. Đấy. Vậy ta chia cả tử và mẫu cho 11 này, chia cả tử và mẫu cho 17 đúng không? Vậy còn lại là 2 và 3 đúng không? Như vậy sẽ bằng 2/3. Tiếp theo chúng ta làm ý C. Chia cho 7.8. Chúng ta sẽ đặt tính chia, đúng không? Đặt tính chia. Chúng ta thấy ở cái số chia có một chữ số, một dấu phẩy ở phần thập phân đúng không? Ta bỏ dấu phẩy đi, ta lùi dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải một chữ số. Như vậy sẽ bằng 336.6 chia cho 7.8. Ta đến 336 chia cho 78. 36 chia 7 5735. Nếu mà nhân 5 x 8 40 thêm vào nữa thì nó sẽ lớn hơn 36 đúng không? Vậy thì không được 5 lần, được 4 lần. 4 x 8 32. 36 trừ 32 được 4. Viết 4 nhớ 3. 4 x 7 bằng 28. Thêm 3 là 31. 36 trừ 31 được 5. Đấy. Ta đánh dấu phẩy hạ phần thập phân là 6 xuống được 546 chia cho 78. Được 7 lần. 78 56 56 trừ 56 bằng 0. Viết 0 nhớ 5. 7 x 7 bằng 49. Thêm 5 là 54. 5 trừ 5, 54 trừ 54 bằng 0. Thế như vậy thành 47, đúng không? Bằng 4.7. Tiếp theo, ý thứ hai, chúng ta tính luôn nha. Là tính luôn là 15.7 chia cho 6.28. Như vậy ta kết luận ở đây này là 36.66 chia cho 7.8 bằng
4,7. Ở bên này ta thấy là phần tập phân có hai chữ số đúng không? Ta bỏ đi. Vậy ta lùi dấu phẩy bên phải của số bị chia này, hai chữ số đúng không? Đây là một chữ số rồi, ta thêm số 0 một nữa. Đấy. Ta lấy 1570 chia cho 628. Sẽ được 2 lần. 28 16. 20 trừ 16 được 4. Viết 4 nhớ 2. 2 x 2 bằng 4, thêm 2 là 6. 7 trừ 6 được 1. Viết 1. 2 x 6 bằng 12. 15 trừ 12 bằng 3. Còn dư là 340, ta thêm 0 vào. Và ta đánh dấu phẩy và thương. Chia tiếp. 5630. Vậy 31 chia 6, ta nhẩm là 31 chia 6 thì được 5 lần đúng không? Ta thử 5 vào đây. 5840, 40 chia 40 bằng 0, viết 0 nhân 4. 52 là 10, thêm 4 là 14. 14 chia 14 bằng 0. Bốn trừ 14 bằng 0 nhé. 4 không trừ được 4. Ở đây là 5, 2 là 10. Thêm 4 là 14. Đấy. 4 không trừ được 4, tôi lấy 14 trừ 14 bằng 0. Với 0 nhớ 1. 5 x 6 bằng 30. Thêm 1 là 31. 31 trừ 31 bằng 0. Như vậy bằng 2,5. Như vậy 15,7 chia cho 6,28 sẽ bằng 2,5. Tiếp theo ý cuối cùng. 27,63 chia cho 0,45. Số bị chia và số chia đều có hai chữ số, ta bỏ ở phần tập phân, ta bỏ dấu phẩy đi. Như vậy sẽ bằng 2763 chia 45. Ta lấy 276 chia cho 45. Ta nhẩm là 27 chia 4 đúng không? Ta nhẩm lấy 27 chia 4. Được 6, 6424 đúng không? Được 6 lần. 6530, 36 trừ 30 bằng 6 với 6 nhớ 3. 6424 thêm 3 là 27. 27 trừ 27 bằng 0. Hạ 3. 63 trừ 45 à chia 45 được 1. 1 nhân 5 bằng 5, 13 trừ 5 bằng 8. Viết 8. Nhớ 1. 1 x 4 là 4. Thêm 1 là 5. 6 trừ 5 bằng 1. Đánh dấu phẩy, thêm 0 và chia tiếp. Được 4 lần. 4 5 20, 20 trừ 20 bằng 0, viết 0 nhớ 2. 4 4 16 thêm 2 là 18, 18 trừ 18 bằng 0. Như vậy 27,67 chia cho 0,45 sẽ bằng 61,4. Tiếp theo chúng ta sẽ làm ý D. Ý D là 16 giờ 15 phút. Ta chia cho 5. Đấy. Ta lấy 16 giờ chia 5. 16 chia 5 được 3. 3 x 5 bằng 15. 16 trừ 15 được 1. Như vậy còn 1 giờ. Một giờ ta đổi ra bằng 60 phút. Đấy. Bây giờ ta sẽ cộng. Cộng 15 với 60 đúng không? Sẽ bằng 75. 75 phút. Ta lấy 75 phút chia 5. Ta lấy 7 chia 5 bằng, à chỗ này bằng giờ đã đúng không? Bằng giờ đã nhá. Tiếp theo, ta chia phút này. 7 chia 5 bằng được 1. 1 chia 5 là 5. 7 chia 5 được 2. Hạ 5 được 25. 25 chia 5 được 5. 5 x 5 bằng 25. 25 chia 25 bằng 0. Như vậy đây bằng 15 phút. Như vậy bằng 3 giờ 15 phút. Đó. Đấy. Tiếp theo. Ý thứ 2. 14 phút 36 giây.
chia cho 12. Chia 12 ta đặt tính luôn, chia 12. Trước tiên ta sẽ lấy 14 phút chia 2 trước. 14 phút chia 2 được 1. 1 x 12 bằng 12. 12 trừ 12 được 2. Đúng không? Còn dư 2 phút. Như vậy đây là được 1 phút đúng không? Tiếp theo ta đổi 2 phút này ra. 1 phút bằng 60 giây, vậy 2 phút bằng 60 x 2 là 120 giây. Ta cộng cái này vào. Bằng 156 giây. Ta chia cho 12. Ta lấy 15 chia 12 được 1. 1 x 12 bằng 12. 15 chia 12 được 3. Hạ 6. 36 chia 12 được 3. 3 x 12 bằng 36. 36 chứ 36 bằng 0. Như vậy bằng 13. Đây là giây. Đơn vị là giây. Như vậy kết quả sẽ bằng là 1 phút 13 giây. Chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Bài 2 là tìm x. Ý A, 0,12 nhân x bằng 6. Ta thấy đây là phép nhân đúng không? Và x ở đây chính là thành phần. Thừa số. Muốn tính thừa số ta lấy tích chia thừa số kia. Như vậy sẽ bằng 6 chia cho 0,12. Ta tính ra nhá. Ở cái số chia phần tử phân có hai chữ số ta bỏ đi, đúng không? Ta thêm 2 số 0 vào đây. Như vậy sẽ bằng 600 chia 12. Ta lấy 60 chia 12 được 5. 5 x 12 bằng 60, 60 trừ 60 bằng 0. Hạ 0 chia tiếp được 0 đúng không? Như vậy bằng 50. Ý B, x chia 2,5 bằng 4. Bây giờ x sẽ là số bị chia đúng không? Sẽ bằng thương là 4 nhân với số chia là 2,5. Ta lấy 4 x 2,5 hoặc là 2,5 x 4 cũng được đúng không? 2,5 x 4. 4 5 20 với 0 nhớ 2. 4 2 là 8 x 2 là 10. 10,0 chính là bằng 10. Ý C là 5,6 chia cho x bằng 4. X ở đây bây giờ sẽ là số chia đúng không? Muốn tìm số chia ta sẽ lấy số bị chia là 5,6 này, chia thương là 4 này. Ta lấy 5,6 chia 4. Năm chia 4 được 1. 1 x 4 là 4. 5 chia 4 được 1. Đánh dấu phẩy hạ 6. 16 chia 4 được 4. 4 x 4 bằng 16. 16 chia 16 bằng 0. Như vậy bằng 1,4. Đấy. Ý D là x nhân với lại 0,1 bằng 2/5. X sẽ là thừa số đúng không? Sẽ bằng tích là 2/5 chia thừa số kia chính là 0,1. Và x sẽ bằng, ta lấy 2/5 chia 0,1. Ta đổi sang phân số. 0,1 chính là 1/10. Đấy. Sẽ bằng 2,5, 2/5 chia cho 1/10. Sẽ bằng 2/5 nhân với 10/1, đúng không? Và sẽ bằng 2 nhân 10 là 20, phần 5 nhân 1 là 5. 20/5 là 4. Như vậy x ở đây bằng 4. Chúng ta sẽ làm bài số 3. Trong 3 ngày, một cửa hàng bán được 2.400 kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó. Ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba, cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường?
Đấy, ta có một cửa hàng đây đúng không? Bán được ngày thứ nhất đây, đúng không? Bán được tất cả là 3 ngày. Tổng đây thì bán được là 2.400 kg. Ngày thứ nhất thì bán được là 35%, đúng không? Ngày thứ hai thì bán được là 40%, đúng không? Dụ thế. Đấy. Như vậy hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu, đúng không? Vậy ngày thứ ba bán được bao nhiêu? Muốn biết ngày thứ ba bán được bao nhiêu thì ta sẽ lấy tổng cái này, đúng không? Trừ đi tổng của ngày thứ nhất cộng với ngày thứ hai thì sẽ ra ngày thứ ba. Bây giờ chúng ta cần phải biết được chính xác là ngày thứ hai và ngày thứ nhất bán được bao nhiêu. Chỉ biết là bán được từng này phần trăm, đúng không? Như vậy chúng ta phải tìm thêm 30% của ngày thứ nhất bán được là bao nhiêu. Ngày thứ hai bán được 40% là bao nhiêu, đúng không? Ngày thứ nhất bán được 30% của cái tổng số bán được này chính là 30% của 2.400. Như vậy muốn tìm 30 của 2.400, ta sẽ lấy 2.400 nhân với 30 phần 100, đúng không? Hay là 30 chia 100, đúng không? Muốn tìm 40 phần 100 của 2.400, ta cũng lấy 2.400, đúng không? Ta nhân với lại 40 phần 100, chính là nhân 40 chia 100. Đấy. Như vậy ta sẽ tìm được ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Vậy ngày thứ ba thì sẽ bằng 2.400 trừ đi tổng của ngày thứ, ví dụ đây ra A đúng không? Đây ra một số B. Trừ đi tổng của cái ngày thứ nhất cộng ngày thứ hai thì sẽ ra ngày thứ ba, đúng không? Như vậy bài này chúng ta sẽ làm 3 phép tính. Phép tính thứ nhất, chúng ta sẽ tìm xem ngày thứ nhất tìm được bao nhiêu, bán được bao nhiêu kg được. Phép tính thứ hai sẽ là tìm xem ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg được. Và ngày thứ ba là ta tính xem là ngày thứ ba bán được bao nhiêu kg được. Chúng ta sẽ làm bài giải. Trước tiên chúng ta tìm là số kg đường ngày thứ nhất bán được là, hay số đường cũng được. Ta sẽ có là ngày thứ nhất thì bán được 35% của 2.400. Vậy lấy 2.400 nhân với 35 và chia cho 100. Đấy. Sẽ bằng. Chúng ta tính ra nhá. Ta lấy 2.400 chia với 35, nhân với 35 sau đó chia cho 100 sẽ bằng 840 kg. Cái này chúng ta sẽ tự tính đi nhá. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ tính xem ngày thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu. Số đường ngày thứ hai cửa hàng đó bán được là, hoặc là ngày thứ hai cửa hàng đó bán được là, rất là nhiều cách trả lời đúng không? Số đường ngày thứ hai cửa hàng bán được là, là 40% của 2.400 chính là 2.400 nhân với 40 chia cho 100. Đấy. Và tính ra nhá đây. Và sẽ bằng là 960 kg. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là ngày thứ ba. Cửa hàng bán được số đường là 2.400 trừ đi ngày thứ nhất và ngày thứ hai cộng với nhau đúng không? Đấy. Trừ đi tổng số đường của ngày thứ nhất và ngày thứ hai bán được. Chúng ta cộng ngày trước 840 cộng với 960. Sẽ bằng 1.800. Ta lấy 2.400 trừ 1.800 và sẽ bằng 600.
kg. Đáp số. Sáu trăm kg đường. Chúng ta sẽ làm bài 4. Một cửa hàng bán hoa quả, trái cây. Hoa quả hay còn gọi là trái cây, đúng không? Ta thu được là 1.800.000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng? Chúng ta có là tổng số tiền mua tiền bán hoa quả là 1.800.000 đồng, có nghĩa là cái tiền này là tiền sau khi đã bán hoa quả thì được từ này, đúng không? Có nghĩa là cái tiền này là tiền gốc cộng với tiền lãi là được 1.800.000 đồng. Đấy. Ta có gốc cộng lãi, đúng không? Gốc cộng với lãi. Đấy. Thì bằng là 1.800. 1.800.000 đồng, đúng không? Bây giờ thì lãi bằng 20% số tiền mua. Đấy. Lãi thì bằng 20/100. Số tiền mua chính là số tiền gốc, đúng không? Đấy. Số tiền bỏ ra mua chính là số tiền gốc. Lãi thì bằng 20% số tiền gốc. Bây giờ hỏi số tiền vốn để mua hoa quả đó là bao nhiêu? Hỏi số tiền vốn chính là hỏi số tiền gốc này là bao nhiêu? Vậy ta có là lãi cộng gốc thì bằng từ này, đúng không? Lãi thì bằng 20/100 gốc. Đây chính là bài toán tìm hai số. Dựa vào bài toán tìm hai số, khi biết tổng và tỷ số, đây là tỷ số, đúng không? Đây là tổng, đây là tỷ. Ta sẽ tìm được số tiền gốc. Được chưa? Ta sẽ dựa bài toán đó nhá. Ta có tổng là 1.800.000 đồng và tỷ số là 20/100. Ta có làm bài giải bài 4. Đấy. Ta vẽ sơ đồ. Ta có số tiền vốn này. Tiền gốc này, à tiền lãi này. Tiền lãi bằng 20%. Số tiền mua chính là tiền lãi bằng 20% tiền gốc, đúng không? 20/100. Rút gọn đi sẽ bằng là chia cả từ và mẫu cho 20 sẽ bằng 1/5, đúng không? Như vậy số tiền lãi bằng 1/5 số tiền gốc. Như vậy lãi là 5 phần, gốc sẽ là lãi là 1 phần, gốc sẽ là 5 phần. Vậy ta vẽ lãi là một đoạn thì gốc sẽ là 5 đoạn. Như vậy tiền gốc chính là tiền vốn, đúng không? Tiền vốn. Chúng tôi vẽ là 5 đoạn thì là 5cm đi. Bằng nhau. 5 đoạn bằng nhau. Vậy thì số tiền lãi sẽ chiếm 1 phần, đúng không? Ta vẽ là biểu thị bằng 1 đoạn, đúng không? Đấy. Và ta có tổng số vốn và lãi này này, đúng không? Chính là số tiền bán được ấy, chính là 1.800.000 đồng. Đấy, bây giờ ta tìm số tiền vốn, đúng không? Ta trả lời luôn ở đây, đúng không? Ta có thể trả lời lần lượt, đúng không? Tổng số phần bằng nhau là, đúng không? Số tiền vốn là, đúng không? Và test theo sơ đồ đi, lần lượt đi, đúng không? Cho nó dễ hiểu nha. Theo sơ đồ. Đây ta có, sơ đồ đã nha. Hai chấm, ta vẽ sơ đồ này. Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là,
Ta lấy 5 cộng 1 là bằng 6 phần. Tiếp theo ta sẽ tìm số tiền vốn để mua hoa quả là ta lấy tổng là 1.800.000. Ta chia cho tổng số phần bằng nhau là 6. Tiền vốn sẽ chiếm là 5 phần như vậy, ta nhân 5. Đấy, ta lấy 1.600.000 nhân 1.800.000 chia 6 đi, rồi nhân 5 đúng không? Ta tính chia nhẩm được không? 6 nhân 3 bằng 18 đúng không? Vậy ta chia ra, 18 chia cho 6 được 3. Như vậy sẽ bằng 300.000. 300.000 nhân 5 đúng không? 300.000 nhân 5 sẽ bằng 1.500.000. Đáp số. $1.500.000. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các em xem video nếu thấy hay thì chúng ta hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Chúng ta hãy đăng ký, hãy like, chia sẻ để cho các bạn khác cùng xem cùng với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong video tiếp theo.